Thiếu nữ Nga 14 tuổi bị bắt vì thuê sát thủ giết mẹ. Cảnh sát ở Nga đã bắt giữ một thiếu nữ 14 tuổi vì bị cáo buộc thuê sát thủ giết mẹ một cách man dợ để được sống chung với bạn trai, tuổi tin. Bà Natasia Miloskaya, một nhân viên bất động sản 38 tuổi, đã bị đánh đập và bóp cổ đến chết. Chính con gái tuổi tin của cô ta đã thuê sát thủ giết mẹ một cách man dợ để được sống chung với bạn trai. Theo báo chí Nga, thi thể của cô được bọc trong nhựa và trong một tấm nệm được phát hiện bởi một người lao công địa phương. Sau khi bị sát hại, xác của Miloskaya bị bỏ rơi trong một thùng rác ở thành phố Balashikha gần Moscow. Ngay sau đó, các nhà chức trách đã bắt giữ cô con gái 14 tuổi của Miloskaya và một cậu bé 15 tuổi được cho là bạn trai của con gái nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ con gái nạn nhân và bạn trai đã thuê hai thiếu niên khác giết mẹ chỉ với 350.000 rúp, khoảng 100 triệu đồng. Theo báo cáo của cảnh sát, cậu bé 15 tuổi đã sống cùng gia đình Miloskaya tại căn hộ của họ. Trước khi qua đời, Miloskaya đã cố thuyết phục thiếu niên kia rời đi vì cho rằng cậu ta có ảnh hưởng xấu đến con gái cô. Vì phản ứng ngăn cấm của mẹ, cặp đôi tuổi tin đã để hai đồng phạm của họ vào căn hộ và sát hại cô Miloskaya tại khu nhà, theo báo cáo. Sau đó, những kẻ được thuê giết người đã để thi thể của Miloskaya tại căn hộ, hai ngày sau quay lại để vứt xác ra thùng rác. Các nghi phạm, tất cả đều dưới 17 tuổi, bị buộc tội giết người và âm mưu giết người. Chúng bị giam trong một cơ sở dành cho thanh thiếu niên trong khi chờ điều tra thêm. Nếu bị kết án, các nghi phạm phải đối mặt với bản án tối đa là 10 năm. Các nhà điều tra cũng cáo buộc thêm rằng thiếu nữ 14 tuổi và bạn trai của cô bé đã lên kế hoạch sống bằng số tiền tiết kiệm khoảng 30.000 bảng, khoảng 860 triệu đồng, của mẹ cô. Một người bạn của con gái cô Miloskaya cho biết, bạn ấy đã nhiều lần kể về việc ghét mẹ mình, mặc dù mẹ bạn ấy là một người tốt và yêu thương bạn ấy nhất.